nó đỡ hơn rồi đấy, nhưng mà nó có một cái nhỏ chỗ này to quá, phải xử lý đi nhé. Còn hầu như thì nó cũng ổn, mới duy nhất cái này là to thôi, khá là to, tí nữa này chích nó đi nhé. Ok, khá là ổn rồi, ổn hẳn đấy Duy nhỉ. Đừng thì không lên nữa, không lên nữa, với cả nó chỉ có 1-2 nốt thôi, không đáng kể luôn ý, đúng nhỉ. Lưng rất là ok luôn, rất ổn luôn. Mặt này xem nào, xem đây xem mặt này. Ok nhé, rất ổn luôn. Rồi, ok. Thank you.
Thank you.